Bắc Ninh hơn 100 F0 trong cộng đồng, nguy cơ bùng dịch lớn. Ổ dịch COVID-19 ở vùng xanh Lạc Dương, cách ly 54 giáo viên và học sinh. Nghệ An thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới. Người nhiễm COVID-19 ở Nghệ An làm nghề bán cá, có lịch sử di chuyển phức tạp. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Ngay bây giờ mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong những ngày qua, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều chùm ca dương tính liên quan đến các công ty, công nhân thuộc khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và người nhà của các ca bệnh. Các công ty và khu vực xuất hiện chùm ca dương tính có khoảng cách địa lý gần nhau, người dân lao động tại các công ty này lưu trú đan xen trong các khu dân cư, thuê trọ đông đúc. Hiện chưa rõ nguồn lây, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. Trong ngày 31 tháng 10, Bắc Ninh đã ghi nhận 105 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu ca mắc trong cộng đồng và là công nhân. Các ca mắc ở thành phố Bắc Ninh là 58 ca, 44 ca tại huyện Quế Võ, 1 ca ở huyện Tiên Du, 1 ca tại thị xã Từ Sơn và 1 ca đã được cách ly về từ thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh hiện có 51 ổ dịch. Còn tại Vĩnh Long, thêm 25 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, dịch có dấu hiệu lan rộng. Vào sáng nay mùng 1 tháng 11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong số các ca mắc mới, có 18 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng ở các phường 1, 3, 4, 5 thuộc thành phố Vĩnh Long. 7 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng tại các trung tâm y tế và phòng khám có địa chỉ tại huyện Long Hồ và huyện Vũng Liêm. Như vậy, tính riêng trong 7 ngày qua, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 169 ca dương tính với COVID. Nguồn lây chủ yếu là người dân tự phát về từ các tỉnh thành và đang có dấu hiệu lan rộng ra cộng đồng. Vài ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tăng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là trong số F0 có rất nhiều trường hợp là học sinh, khiến cho việc học trực tiếp bị gián đoạn. Ngoài ra, nhiều giáo viên học sinh cũng phải đi cách ly. Tại Ninh Thuận có 141 giáo viên học sinh cách ly tại trường ngay trong đêm. Thông tin trên được ông Thái Quang Mận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cho biết vào tối muộn ngày 31 tháng 10. Theo đó, 11 giáo viên, 130 học sinh trường tiểu học Tầm Ngân A được xác định là F1 phải cách ly ở tại trường ngay trong đêm 31 tháng 10 nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19. Qua điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây là từ một người nhiễm ở thôn Trà Giang, xã Lương Sơn đến xã Lâm Sơn viếng tang, từ đó đã lây lan cho nhiều người khác ở hai thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn và 3 học sinh trường tiểu học Tầm Ngân A nghi nhiễm. Còn tại Đắk Lắk, học sinh dương tính qua test nhanh. Vào chiều qua, ông Đỗ Xuân Lộc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện EAK, Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 học sinh lớp 3 của trường tiểu học Hà Huy Tập và 1 học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám cùng tại xã Cư Giang. Chính quyền địa phương đã cách ly tập trung hơn 100 học sinh và giáo viên liên quan ngay tại trường. Vào ngày 30 tháng 10, huyện EAK cũng phát hiện thêm 3 học sinh tiểu học, 2 em học phân hiệu trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Cư Giang và 1 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn EAK, khiến 106 học sinh, giáo viên phải cách ly tập trung tại trường. Tại Lý Sơn, ca nhiễm COVID-19 cộng đồng đầu tiên là học sinh. Tối qua, thông tin từ huyện Lý Sơn cho biết đã có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở đảo Lý Sơn. Trường hợp này là học sinh lớp 9 ở thôn Tây, An Hải. Em này tiếp xúc với một người về từ thành phố Hồ Chí Minh về đảo vào hôm 16 tháng 10, được xác định là dương tính sau thời gian cách ly tại nhà. Ngoài học sinh trên thì có 66 người khác là F1 của người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại Nghệ An có 4 học sinh mắc COVID-19, hơn 145 học trò, giáo viên phải cách ly. Vào chiều 29 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh này vừa ghi nhận 5 ca COVID-19 trong một gia đình ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, trong đó có 3 trường hợp là học sinh. Trong đó một em học lớp 12, trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 3, đóng ở xã Quỳnh Lương và 2 em là học sinh trường tiểu học Quỳnh Bảng. Cơ quan chức năng đã xác định có 257 trường hợp F1 của 5 F0 nói trên phải đi cách ly, trong đó hơn 100 F1 là học sinh, giáo viên của trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 3 và trường tiểu học Quỳnh Bảng. Còn tại Hà Nam, 174 giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Vào tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 30 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc mới chủ yếu ghi nhận ở thành phố Phủ Lý, rải rác các ca cộng đồng và xuất hiện chùm bệnh cùng gia đình. Trải qua 42 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn thành phố Phủ Lý đã ghi nhận 473 ca dương tính với SARS-CoV-2.
trong đó có 63 học sinh tiểu học, 53 học sinh trung học cơ sở, 17 học sinh trung học phổ thông, 34 trẻ em mầm non, 7 giáo viên, 29 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 270 lao động tự do. Tại Hà Nội, xác định thêm 2 ổ dịch mới là tại Lĩnh Nam và Mỹ Đình. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 30 tháng 10 đến 18 giờ ngày 31 tháng 10, thành phố ghi nhận tổng cộng 49 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 21 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng. Đáng chú ý là Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch mới vừa xuất hiện trong cộng đồng là ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai và ổ dịch ở Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Trước đó vào ngày 30 tháng 10, NNH 3 tuổi có triệu chứng sốt nhẹ và ngạt mũi. Qua xét nghiệm sàng lọc, trường hợp này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết, 7 trường hợp khác liên quan cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính. Trong số này có 5 người có địa chỉ tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai và 2 trường hợp ngụ ở Hoa Sơn, Ứng Hòa. Tại ổ dịch Nam Từ Liêm vào ngày 29 tháng 10, anh TVN 29 tuổi cùng ngụ Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm là nhân viên tư vấn xuất nhập khẩu lao động, có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi. Tới ngày 30 tháng 10, anh N đi khám và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hai F1 của anh N có địa chỉ ở Phú Đô và Mễ Trì, Nam Từ Liêm, sau đó cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, tại Lạc Dương, huyện vùng xanh duy nhất ở Lâm Đồng, vừa xuất hiện một ổ dịch COVID-19, khiến cho 54 giáo viên và học sinh phải cách ly y tế, 2 trường học tạm đóng cửa, 47 hộ với hơn 200 nhân khẩu bị phong tỏa tối thiểu 14 ngày. Vào sáng nay, Sở Y tế Lâm Đồng công bố 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 trường hợp thuộc ổ dịch tại số 63 Duy Tân, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, bao gồm vợ chồng anh DPD và 3 người thân trong gia đình. Trước đó, ngày 31 tháng 10, khi đưa vợ đi khám thai 10 tuần tuổi, hai vợ chồng anh D test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho kết quả dương tính. Qua điều tra truy vết, đến sáng nay, cơ quan y tế phát hiện thêm 3 người thân trong gia đình anh D dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có trường hợp là học sinh lớp 11 của trường trung học phổ thông Lang Biang. Cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly y tế 39 học sinh và 15 giáo viên giảng dạy tại lớp học này. Huyện quyết định cho học sinh các trường trung học phổ thông Lang Biang và mầm non Họa Mi nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Còn tại Nghệ An có thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2. Vào sáng nay, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, thông tin trong 12 giờ qua, tại Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng. Các ca dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại 10 địa phương, Yên Thành có 5 ca, Quỳnh Lưu 4 ca, Nghĩa Đàn 3 ca, Quỳ Châu 2 ca, Thanh Chương 3 ca, thành phố Vinh 3 ca, Con Cuông 1 ca, Diễn Châu 1 ca, Hưng Nguyên 1 ca, Quỳ Hợp 1 ca. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 23 ca đã được cách ly từ trước, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về, 5 ca là F1, 4 ca trong khu cách ly. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.466 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là 2.120. Lũy tích số bệnh nhân qua đời là 20 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 326. Tại Nghệ An, bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được công bố vào sáng nay, làm nghề bán cá tại chợ Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Quỳnh Bảng đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân tại xóm Học Văn với tổng 6 hộ dân, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn và lấy mẫu người dân trong khu vực ngay trong sáng nay, mùng 1 tháng 11. Theo chính quyền xã Quỳnh Bảng cho biết, đây là ca bệnh có dịch tễ rất phức tạp. Bệnh nhân là tiểu thương bán cá tại chợ Quỳnh Bảng nhưng có thời điểm bán tại chợ Quỳnh Lương. Ngoài ra còn đến các cảng cá, các chợ đầu mối để nhập hàng về. Địa phương hiện đã truy vết được 26 F1 của bệnh nhân này. Dự kiến số F1 sẽ còn tăng lên do bệnh nhân vẫn đang tiếp tục khai báo. Xã Quỳnh Bảng cũng đã bố trí 3 điểm cách ly tập trung, bao gồm trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn. Nếu như số lượng F0 tiếp tục tăng, thì địa phương sẽ tăng cường thêm các khách sạn để làm nơi cách ly, đảm bảo an toàn. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Mong quý khán giả hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những thông tin mới nhất. Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo.